Sau 2 năm thi công, hầm chui Lê Văn Lương cuối cùng cũng đã bước vào những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng thông xe trong ngày mai, mùng 5 tháng 10. Khi được đưa vào sử dụng, hầm chui này dự kiến sẽ làm giảm tải áp lực của tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu và khu vực lân cận. Theo ghi nhận, trong sáng mùng 4 tháng 10, hầu hết các hạng mục thi công của dự án hầm chui Lê Văn Lương đã được hoàn thiện. Mặt đường hầm đã được thảm nhựa và kẻ vạch phân cách, biển báo giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng và cảnh quan cây xanh đã hoàn thành. Nhà thầu đang hoàn thiện chỉnh trang nốt những phần việc cuối cùng để sẵn sàng cho buổi lễ thông xe sáng mai. Trong quá trình thi công triển khai dự án thì mặt bằng thi công chật hẹp, lưu lượng tham gia giao thông lớn, trong quá trình thi công dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Và thứ hai là trong thời gian thi công thì chính vào mùa dịch Covid-19 thì cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công rất lớn. Nhưng mà một phần nào đấy thì nhà thầu cũng đã rất cố gắng để mà đáp ứng tiến độ cam kết theo mục tiêu của chủ đầu tư và thành phố đã giao cho ban. Để hoàn thiện hạ tầng vành đai 3 và xóa điểm đen ùn tắc tại nút giao vành đai 3 Lê Văn Lương, tháng 10 năm 2020, thành phố Hà Nội đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương qua đường vành đai 3 với kinh phí đầu tư 698 tỷ đồng. Sau khi hầm chui được xây dựng xong, nút giao sẽ có tổng cộng 10 làn xe theo hướng Lê Văn Lương Tố Hữu và ngược lại, góp phần giải quyết xung đột giao thông quanh khu vực và từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông thủ đô.